Rồi hello, chào bà con, chào đại gia đình nha. Sơn Sàm đây. Đó, hôm qua đến giờ thì em nói chung thì em cũng đi chơi lễ đồ vòng vòng á. Rồi mọi người này kia kia nọ thì em không quan tâm đến trên mạng. Sáng nay thấy rần rần cái vụ gì mấy ông nội nào đưa tin bà Hằng về Bình Dương rồi đưa lên bố lá rồi các kiểu nha quý vị. Cũng có nhiều người nói là liên thiên nha quý vị. Đó, nhưng mà Sơn Sàm cũng liên tục cập nhật cho quý vị là chưa có nghe một cái thông tin nào cả. Từ phía báo chí cũng như là những cái kênh YouTube uy tín nha. Đó, đặc biệt thì có ông nội Trần Đình Thu. Đó, ông Trần Đình Thu này thì ông liên tục là đưa ra những cái nhận định rồi ông nói là đúng 100% rồi đúng rồi các kiểu ha. Đó thì ra ông có đưa cái hình của bà Hằng. Ông đưa cái hình bà Hằng ngồi ôm cái giỏ đồ rồi cầm tờ giấy ngồi chung với mấy cái người này người kia. Đó. Đây, để tôi sẽ đưa cho quý vị coi nha. Đó. Có gì tôi đưa quý vị coi đàng hoàng. Đó, mà ông này ông nói lương thiên lắm quý vị ơi, không có phải. À, quý vị nhìn cái người trong hình này á, nhìn rõ đi, tôi nhìn là không phải chị Hằng. Chị Hằng nào mà già dữ vậy, cái này là cái bà già, bà đi thăm nuôi hay gì á. Với lại quý vị biết rồi, ở trong một cái trại giam mà gọi là bố lái, với lại hơn nữa một con người mà đặc biệt á, một con người mà được dư luận quan tâm chị Hằng á, thì không có cái chuyện mà hình ảnh nào mà chụp rồi đưa ra ngoài đâu. Không có đâu quý vị nha. Đó, cái chuyện đó thì Sơn Sàm cũng đang nghiên cứu và cũng đang tìm hiểu thông tin hôm qua đến giờ nha. Đó, và đặc biệt cái nữa là gì, rất 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 nhiều kênh thông tin cũng như là những kênh ủng hộ hoặc là những kênh phản biện, những kênh xuyên tạc rồi cũng là đưa tin nha. Đưa tin là bà Hằng gì Bình Dương rồi bà Hằng gì Bố Lá rồi các kiểu nha, không chính xác nha quý vị. Không chính xác. À, đây ví dụ nhìn nè, ví dụ nhìn rõ cái hình nè. À, quý vị thấy không? Cái hình này rất rõ luôn. Không phải nha, không phải chị Hằng đâu. Tôi là tôi ngồi với chị Hằng, tôi nói chuyện với chị Hằng đó, tôi lên nhà chị Hằng tôi ăn uống rồi này, cái kiểu tôi nhìn nhận, tôi nhìn tôi biết hết. Cái góc này không phải là chị Hằng nha, không phải là chị Hằng. Đó, chính xác. Nhưng mà đặc biệt là cái ông nội Trần Đình Thu này, không biết bây giờ ổng là cái hơi hướng ổng là như thế nào nha quý vị. Nhưng mà đặc biệt mấy ngày hôm nay thì tôi thấy ổng ra clip liên tục nha. Đó, và đặc biệt thì ông này ổng rặn giống như là bị bón vậy đó, ông rặn từng chữ vậy mà sao cái video clip của ông cũng có người xem hay thiệt ha. Đó thì không biết là em Trần Đình Thu này là có liên quan đến chị Lan mình hay không nha. Đó, tôi nghĩ là cũng trong một cái đường dây. Đó, trong một cái đường dây nha. Đó, cũng là một hội nhóm đó, cũng một ổ nhóm đó quý vị. Đó, anh này anh nói rất là, anh nói như trúng rồi đó quý vị. Đây. Mọi sự anh lành bình yên. Đây. Và bây giờ chúng ta trở lại cái bức ảnh nha bà con. Đây, để tôi làm nhỏ cái bức ảnh lại. Bức ảnh này thì anh nói như trúng rồi. Ai đã xem live stream bên đó thì là thấy rồi ha. Đây, bức ảnh này, đây là bà Hằng ha. Bà Hằng ngồi. Bà Hằng thì nhìn thấy rất rõ đúng không? Đấy. Đấy, tôi phong lớn là như thế này, nhìn thấy rất là rõ đúng không? Cái mặt nó không phải mặt gì Hằng quý vị ơi. Ngồi trên cái ghế đá nha bà con. Ngồi trên cái ghế đá, để tôi lấy cái ghế đá. Đây. Đây, đó, thấy không? Tôi làm nhỏ cái bức ảnh lại. Ngồi trên cái ghế đá ha. Nghĩ sao mà này nó mặt gì Hằng tôi cũng lại. Trên ghế đá. Ở đây là có một cái người này. Đây là một anh công an này. Và cũng đây cũng có một anh công an này. Đây cái đá này thì có hai cái túi sách này ha. À, thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là cái bức ảnh này do đâu mà có. À, thì thưa bà con, ở trong cái trại giam mà cái chỗ mà chờ làm cái thủ tục để nhập trại như thế này ấy, thì bà con nên nhớ rằng là không ai có thể có quyền là đem, bởi vì là máy móc những phạm nhân này kia thì nó là không có đem được đem vào nha là bà con. À, đây là bà ngồi đây ha. À, cái này là cái tờ giấy để bà khai chứ không phải rằng là cái máy tính mấy cái đồ gì đâu. À, là cái tờ giấy để khai ha. Thì cái để chứng minh là cái bức ảnh này ở đâu thì tôi chạy xuống dưới đây cho bà con thấy ha. Đây,
Này, để tôi kéo cái này xuống xíu để bà con thấy, thì bà con sẽ biết cái bức ảnh này nó ở đâu ra, để là xác định cái tính chân thực của nó chứ không gì hết á. À, cho nên bà con cứ yên tâm, tôi tin đây là bức ảnh có thật 100%. Đó, bà con thấy đây, chúng ta sẽ biết người chụp là ai. Góc máy này ha, một đôi giày đúng không, một đôi giày ha. Một đôi giày như vậy là đôi giày này là của người chụp ảnh. Mở tụi nó hết thám tử Cao rồi, giờ tụi thám tử Trần Đình Thu này, tôi mệt quá đi, quá mệt mỏi quý vị. anh nói diễn xong anh nói như trúng rồi, cuối cùng anh nói là anh quyết định là anh nói đây là bà Hằng. À, mà tôi nói thiệt, tôi nhìn cái mặt này là không có phải chị Hằng, cái mặt này không phải nha. Vào hồi sáng giờ tôi cũng lục tung tất cả những cái trang mạng báo chính thức hay là những cái kênh thông tin này có hay không là cái việc mà chuyển chị Hằng về trại giam Bố Lá nha, như mấy ông nội này nói nha, thì tôi thấy không có nha. À, còn cái câu chuyện mà ông này ông thám tử hay là ông soi, ông mò, ông tìm tòi gì không biết nha. Riêng tôi là tôi nhìn cái mặt này là tôi nó không phải mặt vàng rồi. Ha, cái dài này cứ ngồi chụp ảnh. Và ở đây chỉ có thể là một vị cán bộ trại giam thôi, chứ không ai có thể là có người đứng mà có cái đôi giày này. Còn những phạm nhân thì bà con xem toàn đi trên đất không có thêm. Đấy, đấy là chúng ta đã thấy được là cái nguồn gốc của cái bức ảnh này ha. Ừ. Chứ còn đây là không phải là một cái bức ảnh mà gọi là lấy lên tin đâu. Không phải đâu. Không phải là như thế đâu nha. Ông này ông nói ông rặn tôi nghe tôi mệt quá ông ơi. Ăn đây là bà con qua láp qua bên kia. Cái bên kia này nè thì sẽ thấy rõ hơn nhiều vấn đề này. Tôi giống cái người nào đi thăm nuôi thì đúng đây, hơn đây là anh công an, và trong này cũng có một anh công an đứng ở đây ha. Tôi nghĩ là cái bà này là bà đi thăm nuôi đó, bà đi thăm nuôi những người nào trong đây thôi, mặt giống bà Hằng thôi chứ ai nói là bà Hằng, không có phải đâu. Mà mấy ông mấy cha mấy mẹ này bắt đầu tung tin tùm lum tà la rồi, những cái kênh khác rồi cũng ùa nhau nói là những cái thông tin là chị Hằng về Bố Lá, về Bình Dương rồi các kiểu rồi. Ai, tôi sợ nhất là dẫn dắt dư luận đó nha quý vị nha. Đó, cái kênh của Sơn Sàm thì nói chung là em không có đả kích ai, nhưng mà em cũng không có mỉa mai dẫn dắt dư luận ai, nhưng mà đặc biệt những cái thông tin nào mà nó đúng nha, nó đúng thì em sẽ cung cấp cho quý vị, còn những cái thông tin nào mà sai dẫn dắt là em mới thiệt. Em biết rồi, em chửi à, đó, không đúng. Đợt gì rồi quý vị nhớ ông Lạc Phong với ông gì, ông Điền Võ nói gì tìm thấy được bé Jimmy đồ ở dưới miền Tây không? Đó, bắt đầu live stream mà dẫn khán giả chạy vòng tới nhà này nhà kia đi kiếm, thấy bé Jimmy rõ ràng gặp anh em kia. Bây giờ có thấy Jimmy nào đâu. Đó, cái đó là gì? Cũng là một cái chiêu thức để mà làm YouTube, để mà tăng cái view và ta lôi kéo sự chú ý của khán giả. Nhưng mà làm như vậy là khán giả là người ta cảm thấy bị xúc phạm, bị coi thường, bị lợi dụng á, lừa người ta đó, là người ta sẽ bỏ, người ta hủy follow kênh đâu quý vị, đúng không? Đó, mình nói cái gì nó phải đúng, nó còn cái gì mình không chắc á thì mình sẽ nói theo kiểu không chắc. À, thì em cũng nghe thông phong phanh vậy đó, không biết có đúng hay không nha. Đó, có nghe đồn vậy không biết có đúng hay không, còn cái gì mình nói chắc á thì mình phải nói chắc. À, mình nói chắc là gì, mình đang dẫn cái nguồn đàng hoàng, báo nào hoặc là một cái kênh nào đó hoặc một cái trang thông tin nào đó, đúng không? Chứ không có kiểu lên đây tung lựu đạn để mà khán giả người ta đang quan tâm cái câu chuyện của chị Hằng thì bây giờ mình muốn bịa ra cái gì, mình nói là mình bịa đại, bịa càng ra, cuối cùng là để cho dẫn dắt người ta đi vòng, cuối cùng à không phải cái này, không phải cái kia. Đó là một cái cách truyền thông mà làm gọi là truyền thông bẩn đó quý vị. Người ta không có nói chung ủng hộ mình đâu. Nói cái gì là phải có nha. Đó, và đặc biệt riêng cái ông Trần Đình Thu này, ông nói thôi thì tôi không nói làm gì, tại vì tôi chạy vòng tôi cũng thấy có nhiều kênh lắm. Nhiều kênh nói là chị Hằng đã về Bình Dương, về Bố Lá rồi các kiểu, nhưng mà không phải đâu. Mỗi tội danh hoặc là mỗi cái loại tội phạm hay là gì đó thì người ta sẽ xếp vô một cái trại giam riêng. Đúng không quý vị? Cái chỗ này là tôi nghe không đúng, mà cái gương mặt này là tôi nói không phải chị Hằng. Ai nói chị Hằng, cái người này chị Hằng. Đây, tôi nói bây giờ đây, ai nói chị Hằng tôi chịu, gì tôi cũng chịu. Đây,
cái mặt này đâu phải mặt chị Hằng, cái mặt người này là người phụ nữ lớn tuổi rồi. Quý vị nhìn kỹ nè ha, đây là một người, có thể là một người mẹ lớn tuổi rồi. Tôi nghĩ bà này cũng sáu mấy rồi, sáu mấy bảy mươi rồi. Người này là đi hình như là đi thăm nuôi hay gì đó thôi. Chị Hằng không có vậy, tóc của chị Hằng cũng không có thể nào là kiểu này nha. Đó, chị Hằng rất ít để tóc kiểu này nha quý vị, không có để tóc kiểu này nha, không bao giờ cột tóc kiểu này. Tôi nhìn cái lỗ mũi, cái sóng mũi vậy là cũng không phải nè, nhìn cái sóng mũi nè, không phải chị Hằng đâu. Trời ơi, mấy cha mấy má rồi bắt đầu là đi đồn lúng túng mà không nói. Bây giờ một người như chị Hằng mà đâu dễ dàng gì mà để mà lộ cái hình ảnh ra ngoài đâu quý vị, đúng không? Tất cả như ở trong nhà giam, phòng giam là người ta hạn chế chụp hình, cắt hết. Còn người nào mà tuồn ra là chỉ có cán bộ thôi. Mà không có cán bộ nào mà bây giờ người ta đi tuồn cái hình ảnh chị Hằng ra làm gì, người ta sẽ bị kỷ luật rất là nặng. Nó hơn chị Hằng là chị Hằng bây giờ là một người gọi là được dư luận rất quan tâm, không có chuyện đó đâu. Mấy cha mấy má cứ tung qua mù, tôi nghĩ cái này là không phải chị Hằng. À, cho nên ra một số kênh YouTube nó hay dẫn dắt đâu không? Nó dẫn dắt dư luận rồi, nó nói tới nói lui nhiều thứ lắm quý vị ơi ha. Đó, cho nên thôi quý vị nha, có cái gì mà em thấy cái gì mà chính xác thì em sẽ thông tin cho quý vị, hoặc là em cập nhật liên tục những cái thông tin nào mà nóng hổi, những cái thông tin nào mà gọi là cơ bản, những cái thông tin nào mà hữu ích đó liên quan đến drama đó. Còn mấy cái cha mấy mẹ nào mà gọi là phản biện phản luận hay gì đó mà gọi là đưa những cái thông tin dẫn dắt lên là em chửi à. À, em nói thiệt ha. À, rồi ok, em có cái gì em cập nhật quý vị liền nha. Thì ở trong cái Zalo này em có bán những cái sản phẩm của Nhật Bản về sức khỏe làm đẹp đó, các cô chú anh chị thương tình thì ủng hộ em nha. Đó, kết bạn Zalo mua hàng ủng hộ em. À, mua ai cũng vậy, mua giùm em, cảm ơn. Đó, em cam kết là những sản phẩm, tất cả là những sản phẩm uy tín và chất lượng, những đồ của Nhật Bản rất là tốt ha. À, mấy anh chị kết bạn Zalo với em nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, cuối video clip thì như thường lệ, Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi, trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng. Tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó, thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó, thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó, thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka. Đây, giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký. Mặt mập ra nó full màn hình, cái mặt như cái mặt bàn thấy không? Đó. Thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi, eo, mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 kg nha quý vị. Rồi thì một hộp này á là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 kg nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2.6 triệu, 2.6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây, cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây, cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó, thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi, một hộp này 120 viên em bán 1.750.000, 1.750.000 nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản, dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha. Thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè. À, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi một hộp 120 viên em bán 2.850.000, 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, à, những người nào mà bị hoa mắt nè,
chóng mặt này, tê tay tê chân nè đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não đó. Thì đây cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xoay vòng vòng đó, đó rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi một hộp này 300 viên em bán 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu luôn nha, 300 viên. Rồi cái cuối cùng em xin giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Kumasi. Thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen đó. Có những người tóc bạc rất sớm, Sơn Sàm làm có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy, hai mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy, năm mấy bạc sớm đó. Thì do gì? Do cái máu mình xấu. Thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong đó, nó làm nó lọc máu này đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình đó, một liệu trình 3 tháng chứ, một gói này uống 1 tháng nha, một liệu trình 3 gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống 1 liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng tới 2 liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì đó, dùng đều nha đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm gì nhộm đó. Thì đây, 1 liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2,4 triệu nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha đó. Gói này uống 1 tháng nè, 3 gói 3 tháng, 2,4 triệu miễn ship. Rồi ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber, còn các anh chị ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, hẹn gặp lại trong video sau.